Bưu điện thì ở bên Maisa có cho nó quay xong cái phần này đã rồi cô mới nói đó nè. Bưu điện thì ở bên Maisa nó có, như các bạn đã biết rồi, bưu điện ở bên Maisa nó có rất nhiều những cái chỗ gửi hàng để các bạn gửi. Thứ nhất là Bốt La Du của chính phủ đúng không nào, thứ hai là GNT hoặc là Skyless hoặc là DHL hoặc là CityLink hoặc là GDS, rất là nhiều luôn. Thì cô tin là vùng nào cũng có, ví dụ như vùng cô thì nó có rất là nhiều, ví dụ như Bốt La Du là của chính phủ thì cô ít gửi hơn tại vì Bốt La Du nó phức tạp, còn GNT và GDS thì nó là tư nhân, nó rất là nhanh, thường thường gửi đồ rất là nhanh, hôm nay là mai tới rồi, hoặc là DHL thì là những cái công ty mà chúng ta có thể gửi hàng nhanh. Thì hôm nay chúng ta sẽ học cái bài tình huống tại bưu điện này, nhưng mà tại bưu điện chúng ta sẽ giải quyết tình huống như thế nào. Thì các bạn sẽ đến với phần từ vựng nhé, phần từ vựng của trang 83. Các bạn nhìn bảng, tôi sẽ chia sẻ hình ảnh của trang 83 lên nhé. Trang 83 nào. Trang 83. Các bạn nhìn thấy trang 83 cô chia sẻ lên chưa nhỉ? Thấy rồi. Dạ thấy rồi cô. Nào. Ok nhá, cô sẽ hướng dẫn các bạn đọc cái phần từ vựng này. Thì tại vì là bưu điện thì thường thường là chúng ta ra bưu điện, nếu như mà bạn nào mà từng ra rồi thì chúng ta thấy rất là đơn giản. Nếu như đôi khi là các bạn ở nhà các bạn đã lên đơn sẵn ở trên điện thoại rồi thì các bạn ra chỉ cần cho người ta cái code cái code thôi là người ta đã gửi cho các bạn ngay, không cần nói gì hết. Nhưng đó là trường hợp đơn giản, các bạn đã biết lên đơn. Còn khi mà các bạn không biết lên đơn hoặc là các bạn trực tiếp ra bưu điện thì các bạn sẽ giải quyết tình huống như thế nào? Thì trong cái bài này cô sẽ hướng dẫn là các bạn ra bưu điện, các bạn trực tiếp gửi hàng, đó là các bạn không lên đơn ở nhà. Còn các bạn mà bán hàng online hoặc các bạn thường xuyên gửi hàng, các bạn biết rồi, chúng ta ra bưu điện rồi chúng ta tự lên đơn ở nhà, chúng ta chỉ biết cái code đưa cho người ta là xong rồi, thì nó đơn giản. Còn không nữa thì chúng ta sẽ học cái tình huống này nhé. Phần từ vựng phần đầu tiên này, bưu điện chúng ta sẽ gọi là Pizza Pass Post, nó là bưu điện. Bưu điện nó là bưu điện. Còn ví dụ như là thường thường chúng ta sử dụng chữ điện này thì ít, chúng ta sử dụng trực tiếp, ví dụ như GNT thì chúng ta nói ra GNT, đó là GDS thì nói ra GDS, hoặc là Bốt La Du thì nói là ra Bốt La Du, hoặc là Skyless hoặc là DHL thì chúng ta sử dụng những cái dịch vụ bưu điện nào chúng ta ra trực tiếp cái office của nó, ra cái văn phòng của nó luôn. Borang là giấy tờ, thì từ borang này chúng ta được học từ kỳ 1 rồi đúng không nào? Borang là giấy tờ, học luôn ở kỳ 1 rồi, và cái này nó không phải từ mới nữa rồi. Brato là xếp hàng. Thì Brato này cô tin là các bạn đã từng nhìn thấy rồi, hiện tại ở ra ngoài thường thường các bạn phải xếp hàng. Và khi nào các bạn cũng nhìn thấy cái dòng chữ là Sealer Brato là xin vui lòng xếp hàng đó, Sealer Brato xin vui lòng xếp hàng. Và hiện tại thì đi đâu chúng ta cũng phải xếp hàng, đi đâu chúng ta cũng phải chờ đợi, thì cái chữ Brato này khi các bạn thấy mà thường thường người ta sẽ viết cùng với chữ Sealer. Sealer Brato xin vui lòng xếp hàng đó. Còn bình thường Brato là xếp hàng. À, bạn nào mà nó vạch lên cái bảng của cô một vòng tròn thế này. À, tiếp nhá. À, Lomborghiniran thì Lomborghiniran, Lombo là số rồi, số thứ tự. Lomborghiniran thì các bạn đi ngân hàng cũng vậy, đi bưu điện cũng vậy, chúng ta cần phải lấy số thứ tự. Đúng không nào? Chúng ta cần phải lấy số thứ tự. Nhưng mà ví dụ như là bưu điện hiện tại thì chúng ta chỉ cần xếp hàng thôi, chúng ta không cần phải lấy số thứ tự. Nhưng mà ra Bốt La Du thì phải lấy số thứ tự các bạn nhé. Bốt La Du nó là cái dịch vụ của chính phủ, nó cần số thứ tự. Còn tư nhân thì thường thường nó không cần. Skyless thì cô thấy là cần phải số thứ tự. Còn GDS và GNT, DHL các thứ thì nó không cần. Pangirim, chúng ta chú ý cho cô cái từ Pangirim này là cái từ cần phải nhớ. Chú ý cần phải nhớ cho cô. Pangirim nó chính là người gửi nhé. Người gửi, ví dụ người ta yêu cầu cung cấp thông tin là người gửi thì Pangirim chính là chúng ta đấy, hoặc là chúng ta nhìn thấy cái dòng chữ Pangirim thì chúng ta điền thông tin của chúng ta vào, hoặc là người ta đưa cho chúng ta cái phiếu đúng không nào, chúng ta thấy cái dòng chữ này thì chúng ta ghi là người gửi, tên của chúng ta vào, số điện thoại của chúng ta vào, địa chỉ của chúng ta vào. Còn khi mà chúng ta thấy cái chữ Blurimer này thì chúng ta điền tên của người nhận vào, tên người nhận là ai, địa chỉ là gì, số điện thoại là gì thì chúng ta chú ý chúng ta điền vào. Nhớ cho cô hai chữ này, Pangirim và Blurimer. Blurimer cũng được. Chatatan thì là ghi chú. Chatatan, nếu như các bạn nhìn thấy dòng chữ Chatatan này ở trong cái phiếu mà các bạn gửi hàng thì chúng ta sẽ ghi là cái gì? Chúng ta sẽ ghi là chú ý cái đơn hàng của chúng ta, ghi chú cái đơn hàng. Ví dụ như đơn hàng các bạn là đơn hàng Makanan chẳng hạn, hoặc là đơn hàng Makanan Kering, hoặc là Bayu, hoặc là đơn hàng gì đó thì chúng ta viết vào nhá cái Chatatan này ghi chú. Ví dụ cô thường gửi sách thì cô sẽ ghi là cái gì các bạn? Sách gọi Cuckoo. là gì? Cuckoo.
À, sách thì gọi là bù cu. Nếu mà cô gửi sách, tất nhiên cô ghi ghi là bù cu rồi. Nếu mà không thì cô ghi tiếng Anh, cô ghi book, đúng nào? Book cũng được, bù cu cũng được. Thì cái phần chatatan này chúng ta sẽ ghi như vậy. Number telephone thì cái này chúng ta không cần học, chúng ta cũng biết rồi. Number là số, tiếng Anh là number, nhưng tiếng Mã là lombo các bạn nhé. Number telephone là số điện thoại. Alamat là địa chỉ. Thì địa chỉ nhà các bạn, địa chỉ của người gửi chúng ta cần phải nắm rõ địa chỉ cho nó gồm cái gì. Địa chỉ thứ nhất là số nhà, thứ hai là số đường, số ba là số thị trấn, thành phố và cái mã bưu chính, postcode đó, nó chính là cái mã bưu chính. Thì các bạn cần phải cung cấp đủ như vậy người ta mới tìm được đến nhà các bạn, hoặc người ta mới đến tìm được cái địa chỉ mà người các bạn cần gửi. Chú ý alamat thì phải cung cấp thứ nhất là số nhà, thứ hai là số đường, thứ ba là thị trấn và thứ tư nữa là mã bưu chính thì nó mới đủ cái địa chỉ này, và cái bang các bạn sinh sống nữa. Đó nè, bang sinh sống nữa. Tanda tangan thì tanda tangan nó chính là ký tên. Các bạn thấy cái dòng chữ này thì các bạn ký tên của mình vào. Hoặc thường thường chúng ta sử dụng cái từ tiếng Anh sign đó, sign và tanda tangan nó là một ký tên. Tiếp sang phần bên này, barang thì chúng ta đã học từ barang rồi, một từ barang nó có nghĩa là gì các bạn? Đúng rồi, đồ đạc các bạn nhé. Barang nó chỉ là đồ đạc. Ví dụ như các bạn nói là saya nak keluar beli barang, tôi muốn đi ra ngoài mua đồ. Mua đồ chúng ta gọi là barang. Còn hai từ barang thì chúng ta gọi là hàng hóa hoặc là hành lý. Hành lý cũng được, hàng hóa cũng được. Hai từ là đại diện cho số nhiều, còn một từ thì nó là đại diện cho số ít. Đồ đạc nhá, đồ đạc barang, hàng hóa cũng được, hành lý cũng được, hoặc là đồ đạc cũng được. Kirim, kirim là người gửi, kirim là gửi, sorry, kirim là gửi. Ví dụ như xe là kirim ini barang à, bà lại Việt Nam, tôi muốn gửi món đồ này về Việt Nam chẳng hạn, thì chúng ta sử dụng cái từ này, kirim. Terima hoặc là terima à, nhận hoặc là chấp nhận. Cái từ này nó có hai nghĩa các bạn nhé, nhận hoặc chấp nhận. Tôi đã chấp nhận rồi hoặc là tôi đã nhận được rồi. À, ini barang sudah terima là cái này nó đã nhận rồi, chấp nhận rồi, thì chúng ta sử dụng cái từ terima. Chào chị nhé, vào lớp đi em. Dạ, xưa con chưa chị. Hanta nó cũng là gửi, cái từ hanta này nó cũng là gửi. Hanta là gửi, còn bán lệ là về, trả về. Khi mà chúng ta bị hanta bán lệ thì chúng ta có nghĩa là cái hàng đã bị trả lệ, trả về rồi. Undo đó, undo hoặc là hanta bán lệ nó đều là hàng trả về. Tunggu là chờ đợi. Từ này chúng ta học rồi, tunggu sebentar, tunggu sekejap, chúng ta đã học rất là lâu rồi, chờ đợi. Sudah kirim là đã giao hàng rồi. Sudah kirim, sudah hanta đã giao hàng rồi. Bungkus, bungkus. Thì bungkus này chúng ta đã học ở tình huống đồ ăn của kỳ 1 rồi. Bungkus này là cái gì nhỉ các bạn nhỉ? Gói. À gói, ví dụ như các bạn đi gói đồ ăn chẳng hạn thì các bạn sẽ sử dụng cái từ này. Tơ long xe bungkus la, hoặc là các bạn hay nói tiếng Tàu tả pao đó, thì tả pao với cái từ bungkus đấy là một nhá, bungkus. Insurance thì insurance là bảo hiểm của cái món hàng. Thì thường thường chúng ta gửi đồ có giá trị. Ví dụ như là một số các bạn đi mua kim cương ở tận Việt Nam sang thì tất nhiên là các bạn ấy cần phải bảo hiểm rồi. Còn ví dụ như chúng ta gửi những cái đồ mà nó không giá trị lắm thì chúng ta không cần phải mua bảo hiểm. Nó là không có bảo hiểm. Nhưng mà ví dụ như các bạn gửi những cái món đồ nó thật sự giá trị thì chúng ta cần phải mua bảo hiểm gói hàng. Insurance. Periksa à, keadaan thì periksa keadaan này nó là kiểm tra tình trạng. Kiểm tra tình trạng, nếu như bạn nào từng mua hàng online thì các bạn biết rồi, nó có một cái code, đó là cái mã code đó, cái mã code Kiriman đó. Thì các bạn chỉ cần cái mã code đó thì các bạn sẽ biết là tình trạng cái đơn hàng của bạn đến rồi, chưa đến hay đang ở đâu thì các bạn sẽ kiểm tra được. Thì cái Periksa, cái từ Periksa này chúng ta đã học rồi. Periksa hoặc là Pemeriksaan nó chính là khám hoặc kiểm tra đó. Thì từ này là từ viết tắt, Periksa nó chính là cái từ Pemeriksaan nếu chúng ta biết đầy đủ. Còn không chúng ta nói là Periksa cũng được. Keadaan là kiểm tra tình trạng, kiểm tra tình trạng của gói hàng đó. Còn cái code nó chính là cái mã các bạn, code kiriman nó là cái mã gửi hàng. Thì các bạn gửi hàng xong nó có một cái mã, hoặc là ví dụ như là chúng ta mà order ở nhà rồi thì khi mà chúng ta làm ở nhà rồi thì nó có một cái code kiriman hoặc là cái code order đó. Cái code order thì các bạn ghi lên cái đơn hàng các bạn ra, người ta bấm cái code order là nó lên thông tin người gửi, thông tin người nhận, người ta ghi luôn. Thì cái đó là những bạn nào làm online, đúng, làm bán hàng online thì các bạn cần phải sử dụng những cái đó. Thì các bạn làm ở nhà thì nó đơn giản hơn, ra ngoài đó các bạn không phải mất thời gian ship hàng, không mất thời gian chờ đợi. Ví dụ cô gửi sách cho học viên chẳng hạn, cô gửi sách cho các bạn chẳng hạn, thì cô ở nhà cô bấm cô lên đơn sẵn rồi, và khi đó cô chỉ gửi cái code đó ra ngoài bưu điện, hoặc là bưu điện cô để sách sẵn ở ngoài bưu điện đó rồi thì cô chỉ gửi cái code đó ra thì người ta sẽ giúp cô ghi vào và người ta sẽ gửi cho cô luôn. Thì cái đó là khi mà chúng ta thường xuyên làm thì chúng ta sẽ có những cái
thẻ VIP thì chúng ta sẽ làm được những cái đó nhá. Chúng ta thường sẽ làm dùng những cái bạn mà bán hàng online thôi. Còn thường 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 dăm thì mười họa chúng ta mới gửi một lần thì chúng ta không cần thiết. Đó là chúng ta không cần thiết. Thì đây là tất cả những cái từ vựng của ngày hôm nay. Thì còn từ nào mà các bạn nghe chưa rõ cô đọc không? Cái từ phiếu là đọc là B nhá cô. À, phiếu nào em? Phiếu gửi hàng. Phiếu gửi hàng hả? Bill. Bill. Đọc Bill. Kiriman. À, cái này đúng là phiếu gửi hàng. Đó là Bill Kiriman. Đó là phiếu gửi Bill hàng. Bill à? À, Bill. Chữ chữ I và chữ L chúng ta đọc là Bill đó. Bill Kiriman. Mời bạn đọc lại cho cả lớp nghe nhé. Mời bạn đọc lại cho cả lớp nghe nào. Mời Cẩm nè. Cẩm đọc lại cho cả lớp nghe được không? Dạ được cơ. Bra bát boss. Bo răng. Brato. Nam bờ ghi li răng. Bờ ghi rìm. Bờ nơ ri mơ. Cha ta tan. Number telephone, alamat, bill kiriman, tanda tangan, barang barang, kirim, terima, sampai, hanta, balik, tunggu, sudah kirim, bungkus, insuran, beri sa keadaan kot kiriman. Đúng rồi, cảm ơn bạn Cẩm nhé. Thì đó là phần từ vựng của chúng ta. Chúng ta sẽ chuyển sang phần hội thoại các bạn nhé. Chuyển sang phần hội thoại của trang 82. Và sau cái phần hội thoại này thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hành. Chúng ta sẽ đóng vai nhân vật. Một bạn sẽ là nhân viên bưu điện và một bạn sẽ là khách hàng. Và chúng ta sẽ tập gửi hàng. Tập gửi hàng luôn ở trên lớp nhé. Thì phần này chúng ta sửa cho cô cái chữ này nhé. Chữ Kuala Lumpur này chúng ta sửa thành Zoho. Tại vì cái địa chỉ ở bên dưới là địa chỉ của Zoho. Nên cái từ này các bạn sửa cho cô. Sửa đi. Tại vì là cái bài hội thoại bên dưới cung cấp cái địa chỉ ở Zoho. Nếu bên trên mà chúng ta nói là Kuala Lumpur thì nó sẽ không khớp. Nên là sửa cho cô nhé. Bạn Thùy Linh, bạn ấy đi bưu điện thì bạn ấy gửi đồ. Đó là bạn gửi đồ cho một người bạn của bạn ấy tên là Tony. Thì chúng ta sẽ xem là bạn ấy sẽ nói chuyện như thế nào với nhân viên bưu điện. Thì cô sẽ đọc qua phần này và cô sẽ chỉ ra những từ mới. Và các bạn sẽ áp dụng cái phần hội thoại này để chúng ta ứng dụng. Ứng dụng để làm gì? Ứng dụng để chúng ta lát nữa chúng ta sẽ đặt tình huống tự chúng ta đi gửi hàng. Và một bạn sẽ đóng vai là nhân viên, một bạn sẽ đóng vai là nhân viên bưu một bạn là người đi gửi hàng nhé. Thùy Linh này. Hai, saya nak kirim barang ini ke Zoho. Xin chào, những từ này chúng ta học hết rồi. Tôi muốn gửi hàng hoặc là tôi muốn gửi đồ này đi Zoho. Boleh awak sila bagi tahu nama, alamat dan nombor telefon penerima. Những từ này chúng ta cũng học hết rồi đúng không nào? Được ạ, hoặc là được bạn vui lòng cho biết tên này, vui lòng cho biết tên, địa chỉ và số điện thoại người nhận. Tên, địa chỉ và số điện thoại người nhận đó là nhân viên bưu điện yêu cầu. Thì bạn Thùy Linh, bạn mới trả lời là Pengirim Yala Thùy Linh. Pengirim là người gì? Người gửi. Người gửi đúng không? Là chính bạn ạ. Thì bạn ấy nói là Pengirim Yala Thùy Linh. Dan Blerimer Yala Tony. À, và người nhận thì là Tony. Alamas Berikut. Thì cái chữ Berikut đấy các bạn, nó chính là cái chữ Ikut đấy các bạn. Nhưng mà khi mà chúng ta thêm cái tiếp đầu ngữ vào thôi, chứ không thêm vào thì chúng ta có thể nói là alamat ikut cũng được. Còn khi mà chúng ta thêm berikut có nghĩa là chúng ta đã sử dụng tiếp đầu ngữ b. Đó là còn khi không sử dụng thì chúng ta đọc bình thường alamat ikut hoặc là alamat berikut đều được. Thì đây là địa chỉ thì mỗi một nơi có một cái địa chỉ khác nhau. Thì ở bên Malai cô thấy là nếu như mà số nhà mà đơn như thế này thì là thường là nhà Taman, đúng không nào? Chúng ta đã học với cả ngôi nhà chúng ta biết rồi. Còn nhà mà nó có những sẹo hoặc là nó có EBD gì đó thì nó là cái ABC gì đó thì nó sẽ là những cái nhà mà chung cư. Thì nhà chúng ta yêu cầu thứ nhất là chúng ta phải có số nhà. Số nhà chúng ta sẽ đọc là los, không đọc là lâu nhé. Los satu satu empat, số nhà 114. Outin Siltes Apartment. Thì cái Outin Siltes Apartment này nó chính là cái khu vực, đúng không nào? Cái khu vực. Còn cái Jalan này, Jalan nó chính là đường Jalan Outin Brana. À, Jalan Outin Brana Satu. Cái đường Outin Brana Satu, cái đường số 1. Taman nào? Đó là Taman, nó là cái thị trấn hoặc thành phố đó.
Taman Mau Autin Sat à, Lapan Satu Satu Kosong Kosong. Thì đây chính là cái mã bưu chính các bạn nhé. Mã bưu chính. Mã bưu chính hay là tiếng mã chúng ta gọi là postcode đó. Postcode nó chính là cái này. Và chúng ta phải có cái postcode này thì người ta mới tìm tìm được đến đúng cái vị trí. Ví dụ như khu vực, mỗi một khu vực có một cái postcode khác nhau. Ví dụ như các bạn thấy là Johor nó là cái đầu 8 rồi, còn dưới cô Perak thì nó là cái đầu đầu 3, đúng là thế là 3 và 8 nó cách xa rất là xa nhau. Khi các bạn đọc cái số postcode thì các bạn sẽ biết là nhà các bạn cách xa nhau cỡ nào. Ví dụ như các bạn thấy mà nhà cô đầu 3 mà nhà các bạn cũng đầu 3, có nghĩa là nhà các bạn là gần gần khu đâu nhà cô đó, đúng không nào? Còn các bạn mà đầu 8 mà nhà bạn nào ở đầu 7 thì nó cũng gần nhà các bạn luôn đó, nên cái số postcode có nghĩa là cái vị trí của các bạn nó có gần nhau không. Chúng ta dựa vào cái mã bưu chính này nhé, dựa vào cái mã bưu chính này. Ví dụ như cái đầu 8 là trên Johor rồi, đúng không nào? Còn dưới cô đầu 3 là Perak rồi. Đầu 3 là Perak nên chúng ta sử dụng cái mã postcode này chúng ta sẽ biết là vị trí nhà chúng ta ở khu vực là Johor Bahru, Malaysia. Đây là cái địa chỉ của nhà cái Tony trước kia, đúng không nào? Lompoc telephone à satu à kosong satu tuyu tuyu tiga satu satu tiga empat tiga. Thì đây là địa chỉ của người gửi và số điện thoại. À, người nhận và số điện thoại. Ví dụ như chúng ta không muốn đọc cái địa chỉ này thì chúng ta sẽ làm như nào? Ví dụ các bạn không muốn đọc cái địa chỉ này thì các bạn sẽ làm như nào? Các bạn có thể là ghi ra tờ giấy xong bạn đưa cho nhân viên bưu điện. À ini punya alamat saya sudah tulis dekat sini. Đây là địa chỉ và tôi đã ghi ra cái tờ giấy này rồi. Và chúng ta đưa cho nhân viên bưu điện cũng được. Nếu như các bạn ở nhà các bạn chuẩn bị như vậy. Hoặc là chúng ta có thể là đưa cái số điện thoại, ví dụ như là điện thoại bạn chúng ta nhắn cho chúng ta cái địa chỉ đó rồi thì chúng ta sẽ nói là ini ialah alamat belerima dekat dalam handset ini tolong tengok, là chúng ta có thể nói như vậy, địa chỉ của người nhận ở trong cái điện thoại này, nhìn giúp tôi nhìn vào đây hoặc giúp tôi xem ở trong điện thoại này. Thì chúng ta có thể đưa điện thoại cho người ta xem, chúng ta không cần đọc, đúng là chúng ta không cần đọc, đó là khi mà chúng ta gửi bưu điện nhá. Chuyển sang cái phần bên này. À, upper upper mạ nu mạ là ghi thì chúng ta có cái từ upper upper thì có là có cần còn cần thêm cái thông tin gì nữa không? Có cái chữ mạ lu mắt này nó sẽ là thông tin. Mạ lu mắt là từ mới các bạn nhé, mạ lu mắt chúng ta chưa học. Mạ lu mắt là thông tin. Upper upper thì có nghĩa là người ta sử dụng với số nhiều, người ta sử dụng hai từ upper upper. Nếu người ta nói là upper mạ lu mắt là ghi thì có nghĩa là còn cần gì nữa không? Nhưng mà khi mà người ta nói là upper upper mạ lu mắt là ghi có nghĩa là còn cần thêm cái thông tin gì nữa không? Cần thêm thông tin gì nữa không? Chukup là chúng ta học rồi đúng không nào? Chukup đầy đủ. À chukup là sila duduk, xin vui lòng ngồi này. Dengan tunggu sebentar, xin vui lòng ngồi xuống và đợi trong giây lát hoặc đợi một chút xíu đó. Sila duduk dan tunggu sebentar. Ya, terima kasih. Vâng, xin cảm ơn ạ. Dua minit kemudian thì cái người nhân viên nữa, người ta cần phải cân hàng, người ta cần phải đóng gói, người ta cần phải kiểm tra, người ta cần phải ghi nên là cần 2 phút đúng không nào? Dua minit kemudian, 2 phút sau đó. Từ kemudian này chúng ta đã học rồi, học rất lâu rồi nhé, kemudian. À, sudah siap, xong rồi. Sudah siap, từ siap này chúng ta cũng học rồi. Siap, xong rồi nó bằng với lại selesai, hoàn thành hoặc là xong rồi đấy. Sudah siap. Aga esok akan sampai belerima. Khoảng aga aga đó là aga là khoảng eso akan sampai belerima, khoảng ngày mai thì sẽ đến chỗ người nhận. Sila awak simpan bill kiriman ini, bạn xin vui lòng giữ lại cái phiếu gửi hàng, đó là simpan là giữ, cất giữ đó, cái phiếu gửi hàng. Dan membayar và thanh toán, membayar 7 ringgit 40 sen và vui lòng thanh toán 7 ringgit 40 sen. Ya, yeah, terima kasih banyak banyak. Vâng, cảm ơn rất nhiều ạ. Thì đi gửi hàng nó đơn giản như vậy thôi các bạn. Nó gửi hàng đơn giản như vậy thôi. Nếu mà có hỏi nữa thì nhân viên bưu điện sẽ hỏi là ini barang nghĩa là apa? Đây là cái đồ gì vậy? Đúng là người ta có hỏi thêm cái đó thế thôi. Còn không thì chúng ta nếu như mà có bạn nào mà các bạn thắc mắc hơn nữa thì các bạn có thể hỏi là ini barang satu kilo berapa ringgit? Cái đồ này tôi gửi thì một cân bao nhiêu tiền? Nếu như chúng ta muốn thì chỉ hỏi thêm như vậy thôi. Chứ còn ra bưu điện thường thường chúng ta sẽ không nói nhiều. Đúng là không nói nhiều. Bạn nào mà chúng ta kỹ tính một trí thì chúng ta hỏi giá. Còn bạn nào không nữa thì chúng ta cứ đưa địa chỉ xong, người ta cung cấp địa chỉ xong mà chúng ta về thôi. Thì đó chính là cách mà đi bưu điện nhá. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc bài này. Đọc xong rồi thì chúng ta sẽ đóng vai nhân vật và chúng ta sẽ nghĩ ra, dùng phương pháp hình dung liên tưởng, chúng ta tự tưởng tượng chúng ta đang bưu điện. Và chúng ta cùng nhau thực hành cái bài này. Trước khi thực hành thì chúng ta đọc đã. Cô mời bạn Kim nè. Kim đọc cùng với lại bạn Luyến nè. Mời hai bạn đọc bài nè. Dạ. Nhóm em này đầy đủ lắm cô. À nhóm đầy đủ hả? Đọc, dạ, đọc đi. Kim và Luyến có phải một nhóm không?
Chị Liên đọc trước nha. Hai saya nak kirim barang ini ke Kuala Lumpur. Cô ơi, em đổi này lại là Johor hả cô? À Johor rồi, tại vì địa chỉ hai saya nak kirim barang ini ke Johor Bahru. Boleh awak sila bagi tahu nama, alamat dan nombor telefon penerima. Bengirim ialah Thailand dan penerima ialah Tony. Alamat berikut. Wow, chị có đọc địa chỉ không? Chị đọc địa chỉ. Đọc địa chỉ luôn hả cô? Đọc đi. À, no. Satu satu empat. Note, cái này đọc là note nhá. Note satu satu empat. Austin, suite apartment, Jalan Austin Berdana satu, Taman Mouse Austin, 8110000, Johor Bahru Malaysia. Nombor telefon 0177311343. Apa-apa kalumat lagi? Nah, di chỉ tới người chị người của chị đó, đọc luôn đi. Nhân viên nào? À kayak cukup lah. Sila duduk dengan tunggu sebentar. Ya, terima kasih. 2 minit kemudian. Sudah siap. Agak esok akan sampai menerima. Sila awak simpan bil kiriman ini dan membayar RM7.40. Ya, terima kasih banyak-banyak. Ok, cảm ơn hai bạn nhé. Vừa rồi nhóm của Luyến còn ai nữa không? Dạ còn Tuyền. Em chị Cẩm. Tuyền có đây không? Tuyền trước chị Cẩm đi. Tuyền với chị Cẩm. Tuyền vừa nãy cô thấy vào mà bây giờ bị đá ra ngoài mất rồi. Có Lê Tuyền nè cô. Lê Tuyết hả? Con này Tuyết. Tuyết nhé. Mời Cẩm nè, đọc bài cùng với lại Hồng Nga nè. Hồng Nga đọc chung với bạn. Tuyền vừa bị đá ra ngoài, vừa Tuyền có vào nhưng Tuyền đá ra ngoài. Hai saya nak kirim barang ini ke Johor Bahru. Boleh awak sila bagi tahu nama, alamat dan nombor telefon penerima. Bengirim ialah Thailand dan penerima ialah Tony. Alamat berikut not 114 maut autin shooter apartment jalan autin berdana 1 taman mautin 8110000 Johor Bahru Malaysia. Number telefon 0177311343. Tiếp nào, vẫn là Thùy Linh nào. Em luôn hả? Abba mã lưu mắt là gì? Chú cướp đã xí lơ đu đút đờ ngăn tùng ru sờ bên ta. Tô lì mà cà xê đu ơ mi nhỉ. Kemudian. Nhân viên nào? Sudah siap agak esok akan sampai penerima. Sila awak simpan bil kiriman ini dan membayar RM7.40. Đúng rồi. Yeah, terima kasih banyak.
Rất là tốt rồi, đúng không nào? Cảm ơn hai bạn nhé. Nhóm của Luyến hết rồi đúng không? Sang nhóm của bạn Trung Trinh, nhóm của em có những ai nào? Nhóm của Luyến còn em. Mình ơn em một cô ơi. À, mình ơn em đúng không nào? Đọc với Trương Ngọc đi nào. Mấy bạn học viết chạy hết rồi, còn ơn em. Đọc với Trương Ngọc đi nào. Ok, chị đọc tiếp. Hai sana kirim barang ini ke Johor. Boleh awak sila bagi tahu nama, alamat dan nombor telefon penerima. Ok, tới chị đọc với chị. Nghe không? Ngọc đọc mà em. Ok, nhìn thấy không? Alim, Alila, Thuyling dan penerima Alila Tony. Alamat berikut, not 114 outing siêu tết apartment jalan outing berdera satu taman most outing 8110 Johor Bahru Malaysia. Nombor telefon 1 0 1 3 1 3 3. Apa-apa maklumat lagi. Cukuplah sila duduk dengan tunggu sebentar. Ya, terima kasih. 2 menit kemudian nào, nhân viên đọc tiếp nào. Sudah siap. Agak esok akan sampai menerima sila awak simpan bil kiriman ini dan membayar RM7.40. Ya, terima kasih. Banyak. Ok, cảm ơn hai bạn nhé. Cô mời cô thấy còn Cindy nè, Cindy đọc cùng với Tuyết nè. Nhớ mẹ mình thì cũng còn có mình em nha cô. Ok, đọc đi, Cindy đọc cùng với Tuyết nè. Hai, saya kirim barang ini ke Johor Bahru. Boleh awak sila bagi tahu nombor alamat dan nombor telefon penerima. Nama nhé, từ này là nama, xin vui lòng cái tên nào nào. Penerima. Dan alamat berikut not 11 Jalan Auti Badana Taman Mau Autin 800 Johor nombor 0177 1 4. Tiếp nào. Apa maklumat lagi? Cukup là sila duduk. Sila duduk dengan tunggu sebentar. Terima kasih. 2 minit kemudian. Sudah set. Agak set. Esok akan sampai menerima sila awak sampai bil kiriman ini dan membayar RM7.20. 40 sen mà. 40 sen. Oh, 40 sen. À, và chữ này đọc là simban nhá, simban. Tiếp nào, Cindy đọc câu cuối này em. Quỳnh Anh đâu rồi em? Simban. Quỳnh Anh đâu rồi em?
Mời Quỳnh Anh nào, Quỳnh Anh đọc bài nào, Tuyết đọc bài lại với bạn nào, vừa lấy Tuyết đọc trước hay đọc sau? Vừa lấy Tuyết đọc trước hay đọc sau em? Mở mic nào. Cái này em đọc sau cô. Đọc sau, bây giờ em đọc trước đi nào. Hai saya na kirim barang ini ke Johor Bahru. Quỳnh Anh nào. Boleh awak kira bagi tahu nama alamat dan nombor telefon. Cái số gì em quên là cô thì em học nombor. Nombor gì đấy? Telefon, Bờ lơ rì mơ. Phần ghi ghim ai là Thế Linh Dan Bernerima ai là Tony Yola Tony alamat Beriko not satu ambas aute shooter apartment Batman jalan aute berjana satu tak berdana berdana satu taman mau outing 81100 Johor Bahru Malaysia number telefon 0177311343. Đúng rồi, tiếp nào. Apa maklumat lagi? Cukuplah sila duduk dengan tunggu sebentar. Dạ, cái này là 2 phút là ai học với cô, ai đọc cô? Đọc đi, em đọc đi nào. Em học mà, Dominic Kemudian. Sudah siap agak. Esok akan sampai menerima sila awak. Simpan bill kiriman ini dan membayar. 700 ringgit 40 sen. Dạ, terima kasih. Ok, về nhà nhé. Nhưng mà bạn nào còn ngắt ngữ chỗ nào thì luyện đọc thật nhiều lần cho cô nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào thực hành. Cô sẽ tắt cái màn hình chia sẻ này đi. Chúng ta cùng thực hành nhé. Chúng ta tưởng tượng là chúng ta đang ở bưu điện và bây giờ chúng ta sẽ đi gửi một món hàng nè. Bây giờ có bạn nào đi gửi hàng gì không nào? Bạn nào có thể là nhân viên bưu điện được không? Hay cô là nhân viên bưu điện và các bạn gửi? Cô làm nhân viên đi. Cô là nhân viên, nó là bạn nào đi gửi đồ nào? Cô ơi, cô cho em hỏi cái chữ thủy tinh đó là cái gì á cô? Thủy tinh mình biết sao cô? Thủy tinh là cái đồ dễ vỡ đúng không? Dạ. Thủy tinh thì chúng ta xếp nó vào hạng đồ dễ vỡ thì chúng ta sẽ sử dụng cái từ này nhé. Chúng ta sử dụng cái từ rapu, sử dụng cho cái phần mà chúng ta nói về đồ dễ vỡ và chúng ta sẽ minh tả cái sticker. Đó là khi em minh tả cái tu sticker rapu, đó là rapu, sân năng bạc trả đó. Nó dễ vỡ, đồ dễ vỡ thì chúng ta sẽ sử dụng cái từ này nhé, rapu, sân năng bạc trả đó. Cái này là cái đại diện cho đồ dễ vỡ đó, đồ dễ vỡ. Đồ dễ vỡ hay chúng ta gọi là sần năng bạt trạ. Sần năng bạt trạ. À, đồ dễ vỡ. Và chúng ta minh tả cái sticker này. Đó là minh tả cái sticker. Cái sticker nó có cái chữ này các bạn này. À, sorry các bạn, cái chữ này. Cái ly thủy tinh như có cái dấu chéo không? À, đúng rồi, ly thủy tinh với dấu chéo. Rapu, không phải là pa, đúng rồi, rapu, đồ dễ vỡ. Ly thủy tinh đó, chúng ta minh tả cái sticker này. Sticker, cái này gọi là sticker nhá. Sticker có cái chữ, có cái ly thủy tinh với cái dễ vỡ đó. Nhá, ly thủy tinh đó. Chúng ta sẽ để cái chữ này.
thường thường là cái đồ dễ vỡ chúng ta mới để cái này thôi, còn không dễ vỡ thì chúng ta để bình thường, nó là makanan kering hoặc là bayu hoặc là skin care các thứ thì chúng ta không cần phải sử dụng, nó là skin care hoặc bayu. Thường em đi gửi hàng thì người ta hỏi ở trong này có cái đồ dễ vỡ không, giống như có đồ thủy tinh đâu không, cũng là glass hoặc là những cái đồ dễ vỡ thì chúng ta sẽ minh tại cái sticker này, minh tại cái sticker có cái thủy tinh đó, ly thủy tinh chúng ta dán vào. Và các bạn chú ý là phải dán cái chỗ dễ nhìn, dán 2-3 cái vào, chứ cái thùng to các bạn dán một cái đâu thì ta cũng nhìn thấy đấy các bạn. Bữa trước cô nhớ là cô gửi bằng cho các bạn tốt nghiệp kỳ 1, tốt nghiệp khóa 1 đó, khóa đầu tiên mà cô gửi bằng cho các bạn mà vỡ hết. Tất cả các bạn nhận được bằng đều vỡ hết. Nên là sau này khi mà cô gửi bằng cho các bạn khóa sau thì cô không có gửi, cô không có đóng khung nữa. Khung về nhà các bạn tự mua, cô chỉ có ép plastic thôi. Là về nhà các bạn tự mua, tại vì bưu điện nó gửi, nó đập phá nhiều quá, cô không thể gửi. Dục quá cô, dục hàng lên xe. Nên là cô chỉ giống ra, cô ra tiệm ảnh, cô ép cái plastic vào về nhà các bạn tự mua khung, vì khung nó cũng không đắt lắm, đúng không nào? Nên là các bạn tự mua khung, các bạn tự đóng. Nên là cô không có gửi, chứ lần đầu tiên mà thầy với cô gửi là vỡ hết, tất cả các bằng của các bạn đều bị vỡ hết. Thì lần đó cô có mua khung nhưng mà cô không có ép plastic, cô là mua khung luôn nhưng mà bị vỡ. Dù là đã dán rồi, các bạn dán đằng trước, dán đằng sau và bọc bằng cái giấy rất cẩn thận nhưng cũng bị vỡ. Có nghĩa là bưu điện nó làm rất là lặng tay luôn. Đây chúng ta thực hành nào. Bạn nào đi gửi một món hàng gì đó, bạn đến bạn thường đi gửi rồi, nói làm gì. Bạn nào chưa đi gửi bao giờ thử đi gửi cho nào. Em gửi, em chưa gửi lần nào. À, cầm gửi nào. Ok, mắt đa tăng. À, selamat datang saya saya nak kirim barang isi ini ke Kuala Lumpur. Ke Kuala Lumpur apa barang ni? Baju. Baju lah. Okay lah, awak bagi saya maklumat pengirim. Maklumat là cô sử dụng từ gì rồi? Cô không nói là cô không nói từ địa chỉ, cô cũng không nói từ số điện thoại, cô cũng không nói từ, cô nói từ thông tin. Đưa cho cô thông tin của người gửi nào. Maklumat pengirim. Alamat pengirim pengirim Cẩm Trần. Alamat. Alamat bên bên gì người 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 nhận đến con. Berima. 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 Tony. Okay, bây giờ cô cho em một cái ví dụ rất là thực tế để em dễ này. Ví dụ như em nói là ini la maklumat or bengirim dan belerima saya sudah tulis awak tolong saya melihat ini. Em có thể nói câu đó nhé. Đây là thông tin và địa chỉ của người gửi và người nhận, tôi đã viết ra đây rồi và vui bạn vui lòng nhìn vào đây. Có được không? Nếu em nói như vậy em có nói lại được không? Vừa cô nói rồi đó. Cô em gật nút cho cô. Ok Hoài nhá. Thấy làm sao? Hồi tại vì là các bạn học xong kỳ 3 rồi nên là cô cho em xem là các bạn học như thế nào thôi. Khi nào mà em đăng ký tham gia vào lớp mới thì chúng ta sẽ học lại từ đầu nhé Hoài nhá. Dạ. Yeah. Bye bye cô. Bye bye. Bye em. Alamat Bernegimer phụ của đấy cái giấy đâu rồi. Ví dụ bây giờ em nói là thông tin của người gửi và người nhận tôi đã viết ở đây rồi, bạn vui lòng tìm đây thì em sẽ nói như nào. Thông tin của người gửi và người nhận tôi đã viết ở tờ giấy này rồi, đó không nào? Bạn sẽ nhìn vào tờ giấy này có được không? Hoặc là bạn có thể nhìn vào điện thoại của tôi có được không? Em có thể nói như vậy được không? Nếu như chúng ta nói bằng tiếng Mã. Maklumat pengirim dan penerima sudah tulis di kertas ini. Saya sudah tulis dekat kertas ini. Tolong saya melihat. Bị gói rồi cô. Đúng nào, chúng ta sẽ nói như vậy. Bởi vì thường thường các bạn đọc địa chỉ á, thì đọc thường thường các bạn đọc địa chỉ, các bạn đọc mà chúng ta phát âm không đúng, người ta không phát hiện ra đâu. Ví dụ như là Jalan Suasa, Suasa. Đúng nào, chúng
khi mà chúng ta phát âm như vậy thì thà là chúng ta ghi người ta cái tờ giấy, người ta ghi tờ giấy thì cái địa chỉ nhà chúng ta người ta sẽ không phát hiện ra được. Ví dụ bây giờ các bạn đọc là Satulapan Lapan Galasua Satuyo, người ta có người ta ở gần người ta ghi được, còn không chúng ta ghi ra giấy cho người ta, còn không chúng ta cứ đọc địa chỉ chúng ta bình thường nhá. Em đọc thử cái này đi cô. Malumas ben girim dan benerima saya sudah tulis di kertas. Ya, di kertas ini. Bahwa awak boleh tengok tak? Awak boleh tengok tak? Ya, boleh. Bagi saya lah. Đúng không nào? Sẽ nói như vậy đó cả mà. Bà cũng sẽ nói là ya, boleh. Bagi saya lah. Đúng không nào? Được rồi, đưa đây cho tôi. Đúng không nào? Sau khi mà cô đã giải quyết xong như vậy thì cô sẽ nói là bole la eso akan sampai belerima awa tolong simpan bil kiriman dan membayar 10 ringgit. Thường thì hồi trước em đi gửi đồ là đa số phần ở nhà em sẽ gói sẵn cái cục hàng rồi. Xong cái em đem đi tới post office thì em mới xin họ cái miếng giấy. Em không có biết rồi đó, không có biết chữ cái miếng giấy là gì. Trước khi đi bưu điện thì em hỏi chị chồng em là cái miếng giấy tiếng Hoa nó làm sao. Chị chồng nói là cờ tát. Em ghi vô chữ cờ tát. Em gặp tới người đó. Cờ tát đó chính là cái tờ giấy này. Hoặc là ví dụ như em thường xuyên mà bán hàng ấy, thì khi mỗi lần em ra bưu điện em xin người ta những cái giấy. Những cái giấy gói hàng em xin người ta cho nhiều lắm, một bịch thường thường khi mà cô đi ra ngoài đó là cô nói người ta đưa cho cô hàng bịch giấy về là cô để ở nhà sẵn rồi, cô gói sẵn rồi. Hoặc là sách của các bạn khi mà cô gửi cho các bạn cũng vậy, cô đóng sẵn ở nhà rồi và em ra bưu điện em có quyền xin người ta cho em cái tờ giấy như những cái giấy hoặc là những cái bill đó người ta đưa sẵn cho em. Nên là các bạn có thể nếu cứ thường xuyên gửi thì tốt nhất là xin về nhà làm trước đi rồi ra đó nó nhanh hơn nhé. Em thấy nó cũng tiện lắm cô, là giống như trong cái tờ giấy gửi hàng này thì nó sẽ có thông tin tiếng Mã và tiếng Hoa. Tiếng Anh. Cho nên là mình nếu mà mình biết tiếng Mã thì mình có thể nhìn tiếng Mã, nhưng mà bây giờ mình có thể biết tiếng Anh, có thể nhìn luôn tiếng Anh. Biết tiếng Anh thì nhìn tiếng Anh. Thì đó là em gửi những cái chỗ mà người ta cần điền. Còn ví dụ như là thường thường em gửi ở GNT và GDES thì em không cần phải điền. Và khi mà nó hiện lên nó chỉ có cái mã scan thôi nên em không cần phải điền. Ra đó người ta tự mã điền scan trên này. Cái mã scan thôi, chúng ta không cần phải điền nữa các bạn, người ta đánh trên máy vi tính nó tự hiện ra, chúng ta không cần phải điền. Còn ví dụ như là cô thấy là Skylet thì nó cần phải điền, Skylet thì chúng ta phải tự cầm bút điền, hoặc là Botlazu thì cần tự điền, còn những cái chỗ khác là các bạn không cần điền, các bạn chỉ cần đưa cho người ta tự đánh vào máy vi tính thôi nhé. Từ lúc mà có dịch bệnh tới giờ cô thì ở bưu điện nó bắt mình là tự tải một cái app của Botlazu về cái máy của mình. Và mình tự động lên trên đó mình check, mình ghi thông tin của mình. Em gửi hàng ở Botlazu thì Botlazu nó gửi rất là chậm. Ở chỗ em nó không có những cái dịch vụ khác ở Botlazu, đó là Botlazu nó là cái dịch vụ của chính phủ. Thứ nhất là rất là chậm và thứ hai là nhân viên gửi hàng của nó thực sự rất là ẩu. Nên là nếu như mà có thể thì em gửi ở những cái chỗ dịch vụ khác ví dụ như GNT và GDES, nó rất là rẻ. Ngoài việc nó rẻ ra nó nhanh nữa, ngày một ngày nó tới rồi. Thì ngày hôm nay cô gửi ngày mai các bạn nhận được rồi, kể cả những các bạn đã từng nhận sách các bạn biết ngày hôm nay cô gửi ngày mai các bạn nhận được rồi, nó rất là nhanh. Và diền thi thì nó có một cái tiện hơn nữa là nó mở đến 10 giờ đêm. Và ngoài ra nữa là nó mở cả thứ bảy chủ nhật, mở cả thứ bảy chủ nhật nên là lúc nào cũng được. Còn GDES thì thứ bảy chủ nhật nó không mở, đến thứ bảy nó chỉ làm có nửa ngày thôi. Còn ở chỗ cô thì rất là nhiều, nhưng mà cô thấy là diền thi là nó chịu khó nhất, nó chịu khó nhất. Nhưng mà về cái mức độ mà nó uy tín thì cô thấy cũng không uy tín lắm. Đôi khi hàng của mình mất mà nó không tìm lại. Hàng mình mất là mình cứ nói hoài nó không tìm lại, chán rồi bỏ luôn đó. Nên là ví dụ như là đồ các bạn bán hàng thì thực sự là nó sẽ rất là không được. Ví dụ sách của cô thì không sao, đúng không nào? Sách của cô ví dụ như mất rồi thì cô gửi cho học sinh của cô quyển khác. Nhưng mà các bạn bán hàng mà ví dụ nó mất cái gói hàng đó rồi thì chúng ta thất tín với khách hàng. Người ta sẽ không tin tưởng chúng ta, người ta tưởng là chúng ta lừa người ta. Đó là như cô thì khác, cô gửi sách nhưng không nhận được rồi thì cô gửi cho quyển khác không sao cả. Cùng lắm là cô bỏ đi một quyển sách thôi chứ không sao. Nhưng mà các bạn thì khác, nếu các bạn bán hàng thì chúng ta cần phải chọn những cái chỗ mà nó uy tín hơn. Ví dụ như là GDES thì cô thấy làm ăn rất là tốt. GDES trước kia cô làm nếu như mà một quyển sách mà nó bị nhầm địa chỉ nhất định nó sẽ tìm lại cho cô. Nhưng mà GNT thì không. Điền thi đôi khi nó dục ở cái thùng thư đằng trước đó. Và các bạn ấy không tìm thấy, mất luôn là nó không có tìm hiểu luôn. Nhưng mà nó có chụp hình lại cho mình xem là nó đã để ở đấy rồi. Nhưng mà nó không gặp người nhận các bạn, nó chỉ để ở đó thôi. Chứ nó không gặp người nhận luôn. Khi mà mình kiểm tra cái check cái mã vạch ấy thì nó cho mình một cái thùng hàng nó đã chụp, nó để đấy rồi. Đôi khi nó gửi đến nhà cô là nó vứt luôn ở cái chỗ cô đỗ xe đó. Nó vứt được luôn, nó là xong rồi đó. Chứ không cần phải gặp mình đâu các bạn, cũng không cần điện luôn đó. Những cái mà cái
công ty nó cũng vậy đó cô, rồi lại không thấy mình nhà nó có cũng có gọi, mình nói là mình ấy để đại đó, nó cũng giục bỏ đại. Rồi đôi khi nó gọi thì đã đành, nó gọi thì mình nói là tôi không có nhà để ở ngoài đi, nhưng mà nó không gọi luôn ấy, nó không gọi mới là vấn đề, chứ còn nó gọi thì nó dễ rồi đúng không nào? Yeah. Mà em thấy đây tiện cái là cái Bot La You thì em có thể gửi hàng đi Singapore được, còn mấy cái công ty kia thì nó không gửi được đó cô. Gửi được Singapore gửi được nhá, gửi bây giờ. Gửi được hết á chị. Diền Thi nó gửi sang Việt Nam được luôn các bạn. Diền Thi có thấy là Việt Nam nó còn gửi được mà. Diền Thi hả cô? Ừ, Diền Thi Việt Nam nó cũng chắc gửi. Chắc mắc lắm hả cô? Phí chắc mắc. À phí là mắc, nhưng mà ví dụ chúng ta chỉ gửi, thứ nhất là chúng ta gửi những cái ví dụ như là giấy tờ thôi. Chứ còn ví dụ như là các bạn gửi đồ về cho người nhà thì gửi cái Diền Thi không có lại được, đúng không nào? Một tiền gà thì ba tiền thóc, không có lại được với Diền Thi. Còn gửi giấy tờ thì được, giấy tờ thì nó nhẹ. Trước kia cô gửi có một cái quyển hộ chiếu là mất 50 zip. Chiếu đó. Nó 50. À, đúng rồi cô. Hồi trước em gửi một cái cuốn hộ khẩu mà tới 60-70 gân nữa cô. À cô gửi một quyển hộ chiếu cho cái anh công nhân của nhà cô, anh ấy gửi sang, cô lại gửi về thì mất 50 zip. Thì cái bài này các bạn về nhà các bạn sẽ tự hình dung lên, các bạn tự viết hội thoại cho cô, tự viết hội thoại hai nhân vật, thứ nhất là người gửi, thứ hai là người nhận. Các bạn tự nghĩ tình huống và tự viết được không nào? Tự viết và chụp hình gửi lên mạng cho cô, à gửi lên trên nhóm cho cô để cô biết rằng là các bạn đã nắm vững cái bài này như thế nào. Và trong cái bài này thì cái điều quan trọng các bạn cần phải nhớ là Bungirim là người gửi và Blurimer nó là người nhận. Alamat đó là địa chỉ, Lombo telephone hoặc là những cái chữ đó là các bạn cần phải nhớ. Đó là không nhớ thì đôi khi chúng ta nhìn cái bill chúng ta cũng không biết được ở đâu để chúng ta gửi nhá. À Bungirim mới là người gửi. Các bạn thấy cái dòng Bungirim hoặc là sending thì chúng ta phải viết cái thông tin của chúng ta vào đúng không? Nên là chúng ta chú ý cái từ đó cho cô thôi. Chúng ta sẽ chuyển tiếp theo sang cái tình huống thứ 24. Chúng ta sẽ học về tình huống đặt khách sạn. Thì trong cái phần này đặt khách sạn thì đây là đặt khách sạn khi mà chúng ta đã đặt phòng qua mạng rồi. Và chúng ta chỉ đến để chúng ta nhận phòng thôi. Học xong cái bài này rồi thì chúng ta sẽ tự nghĩ ra xem là nếu như mà chúng ta chưa đặt phòng qua mạng, chúng ta đến trực tiếp cái counter chúng ta đặt phòng thì chúng ta sẽ nói như thế nào. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua cái tình huống thứ 24 này. Tại khách sạn đi hostel. Từ thứ nhất thì là cái từ bí lệ. Các bạn đã học rồi, đúng không? Là học rất là nhiều rồi. Bí lệ là phòng. Keypad chúng ta cũng học rồi. Keypad này nó có rất nhiều loại, cô cũng từng chia sẻ rồi, đúng không? Là keypad ceiling, keypad measure, keypad dinding. Keypad dinding là cái quạt gì các bạn? Quạt tường. Tường. Ceiling là cái gì? Ceiling là cái miếng nhựa, cô giống như miếng nhựa vậy cô? Không, ceiling là cái quạt trần á. Trần chứ là gọi ceiling đó. À cái trần nó chính là cái ceiling. Trần các bạn nó chính gọi là ceiling, còn cái quạt measure này nó là cái quạt gì? Quạt bình thường. Quạt bàn. Quạt bàn đó. Cái quạt bàn các bạn gọi là keypad measure. Còn bí lệ số orang ngan thì sơ là điện cho số 1 rồi, orang là người rồi thì bí lệ số orang ngan tất nhiên là phòng đơn rồi đúng không các bạn? Chúng ta tự ghép chúng ta biết đó. Sơ orang là phòng một người đó, phòng đơn đó. Bekas ai panas nó là cái bình nước nóng ở trong khách sạn, bình nước nóng. Bí lệ cơm pa, bí lệ cơm pa hoặc là bí lệ cơm pa ngan cũng được. Cơm pa và cơm pa ngan nó đều là phòng đôi. Kunchin kha, thì cái kunchin kha này nó là cái chìa khóa bằng thẻ. Các bạn nếu mà từng đi khách sạn hoặc là một số các bạn ở chung cư thì các bạn cũng từng sử dụng cái này rồi. Chúng ta đút vào hoặc là chúng ta tít một cái là nó mở cửa ra đó. Đó chính là cái thẻ. Một số các bạn sử ở cái condo, chung cư đó nó cũng có những cái chìa khóa này. Bí lệ mandi. Bí lệ mandi thì nó là cái phòng tắm, chúng ta biết mandi là tắm mà bí lệ mandi là phòng tắm. Còn bí lệ tandat nó là phòng vệ sinh, còn cái bí lệ mandi là cái phòng tắm đó các bạn nhé. Dilarang cái từ là cấm, cô từng nói rồi, bất cứ cái từ gì nó ghép cái từ dilarang này nó cũng có nghĩa là cấm. Dilarang merokok hoặc là dilarang meletak krikter hoặc là dilarang gì đó, tất cả những cái chữ mà đi cùng với dilarang là cấm, cấm một cái hành động gì đó. Tuala nó chính là cái khăn mặt. Tuala hoặc là tuala muka đều là một, nó là cái khăn mặt ở trong khách sạn đấy các bạn. Khăn mặt, khăn tắm ở trong khách sạn, người ta gọi là tuala. Hoặc đôi khi chúng ta gọi là kain, kain là vải vóc, người ta cũng sử dụng cho cái từ khăn. Nhưng mà chính thức của chúng ta gọi là tuala. Tuala, tuala muka đều là một. Tambahan hostel thì tambahan này nó chính là đặt phòng khách sạn. Tambahan này nó bằng với cái từ booking nha các bạn. Bằng từ booking. Tambahan và booking là một hostel. Colam mandi thì colam nó là cái hồ ống tự nhiên, cô từng nói rồi, đó là colam nó là cái hồ ống tự nhiên. Colam rơ lăng nó là cái hồ bơi, còn colam mandi là cái bồn tắm. Nếu chúng ta ghép cái từ colam này, các bạn còn nhớ cái từ colam rơ lăng không? Nhớ không? À, colam rơ lăng nó là hồ bơi, colam sông là cái hồ trong tự nhiên. Hồ và sông nó khác nhau được không? Là hồ thì là colam, còn sông là cái gì?
sông là sông Ngai. À, sông đó là sông Ngai, còn cái hồ, cái ao đó là Cô Lam. Cái này chúng ta phân biệt chúng ta đã từng học rồi, đó là Cô Lam. Là hồ trong tự nhiên. Khi chúng ta ghép Cô Lam Mandi là bồn tắm, Cô Lam Rơ Lăng là hồ bơi, còn Cô Lam Không thôi thì nó là cái hồ, cái ao. Tô La Mu Cơ thì nó bằng với Tô La rồi. Slipper chúng ta cũng từng học rồi. Slipper nó có phải slipper này nó có phải là cà sụt không? Không, không phải đôi giày mà là đôi dép. À, nó không phải là giày dép. Dép lê. Dép lê thôi, chú ý cho cô nhé. Slipper và cà sụt nó hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như các bạn vào một số những cái trung tâm của chính phủ, người ta sẽ nói là tạ bô lê ba cây slipper, không thể sử dụng dép lê để đi vào. Rất nhiều trung tâm thì như vậy nhé các bạn nhé, không thể sử dụng slipper. Không thể đi dép lê, và trong những cái khu vực đó chúng ta bắt buộc phải đi giày dép hoặc dép quai hậu. Chada chúng ta từng học rồi. Chada, khăn trải giường học tiếng Hồng thứ 12 rồi. Slimut học rồi. Tilam học rồi. Tilam, lúc nào cô cũng nghe là Tilam Lama Tuka Tilam Baru đó. Ở chỗ các bạn nó có dao thấy không? Như chỗ cô là dao hoài luôn. Tilam Lama Tuka Tilam Baru đó. Đệm cũ đổi đệm mới, những cái người người ta lái xe ta dao suốt ngày luôn. Banta nó là cái gối. Lampu tidu thì chúng ta ghép từ chúng ta cũng biết nghĩa của nó rồi. Lampu là đèn, tidu là đèn ngủ. Sarapan là bữa sáng. Tại sao cái từ sarapan lại được thêm vào đây? Đó là sarapan, một số cái khách sạn nó có bao gồm bữa sáng các bạn nhé, bao gồm bữa sáng. Data maso và data klua thì hai cái từ này chúng ta đã học ở tình huống tại sân bay rồi đúng không các bạn? Bersalan awan là đặt trước hoặc là bốc trước đó, booking trước đó, đặt trước khách sạn. Ví dụ như là em đã đặt qua mạng rồi em đến em nhận phòng thì có nghĩa là Bersalan awan keblom, bạn đã đặt phòng trước chưa? Katil sorangan, katil sorangan hoặc là katil sorang đều được, nghĩa là giường đơn. Katil là cái giường mà sorang là một người đó. Katil sorangan hoặc sorang đều là một. Katil kempa, giường đôi. Katil kana kana hoặc là katil unto kana kana, người ta có thể nói như vậy, nó là giường dành cho trẻ em. Kemas bí lệ thì kemas nó là dọn dẹp rồi, kemas bí lệ là dọn dẹp phòng đó. Cái từ này ví dụ như là em nói là sekarang saya kemas rumah, là bây giờ tôi đang dọn dẹp nhà cũng được nhé, dọn dẹp nhà nếu các bạn sử dụng. Hoặc là sekarang saya membersih rumah cũng được, tôi dọn dẹp, chúng ta có thể dùng từ membersih hoặc từ kemas cũng được. Berkhidmatan bí lệ là phục vụ phòng. Service nó là phục dịch vụ. Lift, nếu như bạn nào ở chung cư hoặc ở condo thì các bạn từng thấy cái lift này rồi, cầu thang máy. Mersin baso đó là máy giặt. Sapun nó là xà phòng. Ví dụ như là sapun chuchi muka, sapun chuchi tangan, đó là khi chúng ta đi mua đồ đó các bạn, chúng ta thấy người ta ghi cái chữ sapun mà người ta nói là sapun chuchi tangan là chúng ta biết là nước rửa tay rồi, đó là sapun chuchi muka chúng ta biết là sữa rửa mặt rồi, còn sapun paso đó là cái xà phòng giặt rồi, chúng ta biết rồi. Shampoo này nó là dầu gội. Tisu tandas đó là giấy vệ sinh. Ví dụ như cô nói là tisu muka thì là giấy để làm gì? Giấy lau mặt. Giấy lau mặt hay là giấy lau miệng đó, thì người ta sử dụng là tisu muka. Còn tisu tandas là giấy dùng cho vệ sinh. Kedai Adobe nó là tiệm dịch vụ giặt ủi. Thì cái kedai Adobe này nó rất là nhiều, đó là dù là nhà bạn nào cũng có máy giặt nhưng mà chúng ta vẫn ra cửa hàng giặt ủi. Nhà cô có máy giặt nhưng mà cô vẫn ra đây. Nhưng mà những dịp nào, ví dụ như dịp Tết mà tự nhiên tháo rèm cửa xuống nhiều quá, đâu có giặt ở nhà hết ở đâu, nên là cô mang ra đó cô giặt một lần xong. Xong rồi chúng ta thường là chúng ta cô ra những cái quán mà Suntory Chuchi đó, tự mình giặt đó các bạn, cho vào cái máy to bấm xong rồi đợi sang cái máy kia tả can tha, đó là Kasi Kring đó, cho nó khô xong rồi mang về nhà thì nó tiện hơn, chứ ở nhà chúng ta giặt rất là lâu và giặt nó hư cái máy giặt của chúng ta luôn. Thì cái Kedai Dobi này ở chỗ nào cũng có, trên tất cả khắp đất nước Malaysia chỗ nào cũng có luôn. Và có rất nhiều những cái tiệm chúng ta tự giặt nó rất là rẻ thôi. Chúng ta đút 5 đồng, 7 đồng vào là chúng ta giặt được rất là nhiều đồ, chăn ga gì đó, tự chúng ta giặt. Tiếp nào. Econ nó là máy điều hòa rồi. Batakan thì cái từ Batakan ấy bằng với từ Kenso đó các bạn. Kenso trong tiếng Anh đó, Kenso Tambahan, hủy đặt phòng đó. Thì đây là tất cả những cái từ vựng của cái tình huống 24 này, đa phần là chúng ta học rồi. Chúng ta chỉ ghép vào thôi chứ đa phần là không có từ, nó rất là ít từ mới, cô thấy rất là ít từ mới. Ví dụ như là nó chỉ có mersin baso là chúng ta chưa học này, hoặc là service này chưa này, hoặc là berkhidmatan này thôi. Kemas này. Còn những cái này chúng ta cũng học hết rồi.
những cái này học hết rồi nhá. Chúng ta sẽ chuyển qua cái phần hội thoại. Hội thoại của trang 85. Tại khách sạn đi hostel. Thì đi hostel này bạn Nim, đó là bạn Nim, bạn ấy đặt phòng và bạn đã đặt phòng trước rồi, bạn đến nhận phòng thôi, thì chúng ta sẽ xem là bạn sẽ nói chuyện như thế nào. Xong cái bài này rồi thì chúng ta sẽ thực hành xem là nếu như mà chúng ta không nhận phòng trước thì chúng ta sẽ đặt phòng như thế nào. Và các bạn đã từng tự mình đặt phòng khách sạn cho mình khi đi du lịch bao giờ chưa? Rồi. Rồi đúng không nào? Chưa có đi du lịch. Chưa đúng không nào? Có người rồi, có người chưa đúng không nào? Có bạn thì đi nói chồng em đặt không à, nhưng mà cô thì cũng từng đặt rồi. Cô cũng từng đặt khi mà cô đi sang Thái Lan du lịch với chồng cô, cô toàn cô là người đặt không à? Chồng cô không có đặt và cô toàn người đặt không à? Em đi sinh em phải toàn tự đặt. Đúng rồi, toàn phải tự đặt. Đúng là cô đi Thái thì cô cũng tự đặt. Thái, bên Thái người ta cũng sử dụng tiếng Anh, sử dụng tiếng Hoa, sử dụng tiếng Mã luôn. Nên là chúng ta có thể dùng ba ngôn ngữ để chúng ta đặt. Sang sinh thì tất nhiên tiếng Hoa là tiếng phổ biến rồi. Đó là sinh thì cô chưa từng sang nhưng cô biết là bên sinh người tàu rất là nhiều. Tiếng Anh thì phổ biến, các bạn sử dụng ở đâu cũng được. Tiếng Mã thì đôi khi người sinh người ta cũng biết. Cô cũng có một bạn học sinh, bạn ở bên sinh, bạn ấy chồng người Mã. Hai bagi saya data masuk. Xin chào, cho tôi nhận phòng này. Minta tanya tuan sudah data masuk ke belum? Xin hoặc là ví dụ như cái từ data masuk này là cái từ này thường thường người ta nhân viên đã sử dụng thôi, chứ nếu mà đúng ra chúng ta phải sử dụng từ nào các bạn nhỉ? Minta tanya tuan sudah pesanan awan ke belum? Xin hỏi vui là hỏi là anh đã đặt trước chưa? Đúng không nào? Thì chúng ta phải sử dụng cái từ pesanan awan đó. Xin hỏi là ông đã đặt trước chưa? Nhưng mà đây nó là anh đã check in chưa, này là đặt sử dụng từ sai đấy các bạn thêm cái từ Bersalan Awan vào nhé. Bersalan Awan ở trong phần từ vựng nó có đó, các bạn đặt trước đó, Bersalan Awan đó. Minh tạ tài nhân tuan soda Bersalan Awan ke belum? Suda lama ya là Lim rồi ạ, và tên của tôi là Lim. Ya sila tunggu sebentar. Vâng, xin vui lòng chờ đợi trong giây lát. Saya akan beriksa sekarang. Tôi sẽ kiểm tra ngay bây giờ. Từ kiểm tra này các bạn đã học rồi đúng không nào? Periksa. Soda mengesakan, thì cái từ mengesakan này chính là xác nhận các bạn nhé. Soda mengesakan data masuk tuan punya. Hoặc là soda mengesakan bersalan awan tuan punya. Đáng cái từ này là phải chuyển thành là bersalan awan. Hai từ này là cái từ nhân viên đã sử dụng sai. Nếu mà chính thức ra chúng ta phải đặt cái từ bersalan awan. Đã xác nhận cái việc đặt phòng trước của ngài rồi ạ. Bí lệ sơ răng ngăn bởi tu tạ là phòng đơn có đúng không ạ? Dạ bởi tu say ada satu orang saya. Tôi có một mình thôi hoặc là tôi có một người thôi. Dạ bí lệ tuân đi tình cạn lima plus. Vâng ạ, phòng của ngài ở trên tầng 15. Lombo bí lệ an nam, phòng số 6. Tuân bole mừng guner, từ guner này từ sử dụng mà chúng ta học rồi, chúng ta chỉ thêm tiếp đầu ngữ tiếp vị ngữ thôi các bạn nhé. Từ guner này học chưa nào? Học rồi đó nào. Guner chính là sử dụng á. Bole mừng guner lip đi sana, ngài hoặc là ông có thể sử dụng cầu thang máy ở đằng kia. Bơ sần năng sần năng, chúc ông vui vẻ hoặc là chúc quý khách vui vẻ đấy. Terima kasih rất nhiều. Terima kasih banyak banyak, cảm ơn rất nhiều. Thì đây là cái việc mà anh Nim này anh đến anh nhận phòng của cái việc anh đã đặt trước. Còn lát nữa chúng ta sẽ thực hành xem là khi mà chúng ta chưa đặt phòng trước thì chúng ta sẽ đặt phòng như thế nào nhé. Cô mời hai bạn đọc cái bài này cho cô nào. Hai bạn đọc cái bài này, cô mời nhóm của Luyến đọc trước nào. Dạ. Hai từ có cần sửa không cô? Cái từ data masuk cần sửa cái kia. Như các bạn Bersalan Awan á. Chị Quỳnh Anh đi, chị Trương Ngọc đọc đi. Đọc trước đi. Đọc trước nha. Ai đọc chưa? Ai đọc chưa? Đọc sao cho em. Đang bạn đang bạn đây đây, ai đọc chưa nha. Nghe được không? Nghe được, nghe được. Hai. Pagi sala tata masuk. Quỳnh Anh đúng không? Để lấy Luyến yêu cầu Quỳnh Anh đọc đúng không? Dạ. À, chị Quỳnh Anh chị mắc
ăn hay gì em ơi. Thôi để em đọc với chị. Rồi rồi xong rồi đang ấy xong rồi. Như chị đọc với chị Ngọc. Con đọc tới đâu? À mới đọc câu đầu tiên thôi, em đọc người nhân viên nè, em là nhân viên nhé. À, mình thang cô mình học là Dafa Maso hay là Bersanan? À Bersanan Awan à. Bersanan Awan. Minh tả. Tự nhiên bắt đầu bình tĩnh. Minh tả Panya Tôn Suda Bersanan Awa Kê Pơ Lâm Suda Nam Iala Lim. Dạ, xin lỗi tôn vô Sở bên ta Sở bên ta xa dơ Akan Phở Ri Sa Sở ca răng xa dơ Suda Mở cơ Sakan Mở xa lan Phun Bị mẹ Sở răng can Bật tôi ta. Dạ, bố lê Xa dơ ada satu orang sejahat. Ya. Bilik punya tung di tingkat 15. Nombor bilik kosong 6 pun boleh menggunakan nip di sana bersenang-senang. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak-banyak. Ok, cảm ơn hai bạn nào. Cô mời tiếp theo là nhóm của Luyến, còn ai không? Dạ, còn chị Cẩm với lại Lầm Lỡ. Lầm Lỡ là Cẩm với Kim nè, Cẩm với Kim đọc nè. Kim. Đi đọc trước nha. Hai bagi saya data masuk. Kim mở mic em ơi, chưa mở mic nên các bạn không nghe được. Minta tanya ton sudah pesanan awan ke belum? Sudah nama Ila Lim. Ya, silo tunggu sebentar. Saya akan berisa sekarang. Ya, sudah mengesahkan pesanan awan bunja pon. Bila seorang ngan betul tak? Ya, betul. Saya ada satu orang sahaya. Ya, bila bunja pon di tingkat 15, nombor bila 6. Tung boleh menggunakan lip di sana. Bersenang-senang. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak-banyak. Ok, cảm ơn hai bạn nhé. Luyến của mình Luyến đúng không? Dạ, dạ. Luyến có với Hồng Nga nào, Hồng Nga đọc cùng. Còn mình em à. Đọc cùng với Hồng Nga, Hồng Nga dạ. Còn đấy không em? Em đọc trước các con. Ok, mời em. Hai pagi saya data masuk. Minta tanya tuan sudah data masuk ke belum? Sudah nama jelak Lim. Ya, saya sila tunggu sebentar. Saya akan berista sekarang. Ya, sudah menggesa masuk punya tuan bilik seorang kan betul tak? Ya yeah, betul, saya ada satu orang sahaya. Tiếp nào. Ya. Ya, bila punya tuan di tingkat 15, nombor bilik 06, tuan boleh menggunakan
live di sana. Bersenang-senang. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak-banyak. Ya, terima kasih. Oke. Cô mời còn nhóm các bạn khác nào, Cindy và bạn Trung Trinh đọc bài nào. Dạ cô. Hai bà gái sẽ dễ đặt tà mà xúc. Anh nhá, vâng. Bà san nào quả cơ bà lúc. Sự đó, nằm mơ yên lạc lìm. Dạ, yên lạc tùng gồm. Dạ, vâng đất. Ya betul, saya ada satu seorang sahaya. Enam, boleh menggunakan lip di sana. Bersenang-senang, terima kasih. Ya, terima kasih banyak-banyak. Oke, cảm ơn hai bạn nhé. À, còn Tuyết đúng không? Tuyết và Ngọc nè. Cô mời bạn Tuyết. Hai bagi saya data masuk. Ngọc nào cô? Em đó, em là Ngọc đó. Ngọc nào? Ok. Minta. Minta. Tanyan tuan. Minta tanya, tanya hỏi đó. Minta tanyan tuan sudah data masuk ke belum? Đúng rồi. Sudah nama Ayla Lim. Ya, sila tunggu. Sebentar saya akan beri sekarang ya sudah menggunakan data masuk punya tuan tuan bila seorang yang betul tak Ya, betul. Saya ada satu orang sahaya. Ya. Bile. Punya tuan di tingkat. Tingkat. 15 nombor di Bile. Nombor bile 6. 6. Tuan boleh menggunakan lip di sana bersenang-senang. Terima kasih. Ya, yeah, terima kasih banyak. Ok, cảm ơn hai bạn nhé. Đọc thì cũng tốt rồi nhưng mà về nhà phải luyện thêm vì nhiều chữ là bị quên mất mặt chữ rồi. Đúng không nào? Quên mất mặt chữ rồi. Chú ý cho cô. Bây giờ nhìn không thấy luôn. Nhìn không thấy chữ đúng không nào? Thì trong cái phần này chúng ta có một cái phần bài tập ở bên này. Cô sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập xong rồi chúng ta sẽ thực hành. À, để cho các bạn tự đặt phòng khách sạn nhé. Để sau này chúng ta có đi du lịch xem là chúng ta sẽ tự đặt. Nếu như chúng ta gặp nhân viên người Mã chúng ta sẽ đặt ra sao. Thì chúng ta sẽ làm cái phần này trước. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau thực hành. Ví dụ như chúng ta điền hoàn thành những câu sau. Chúng ta điền và hoàn thành thôi. Thì ở đây người ta có cho là Sayater, Looper. Và đằng sau này thì chúng ta có phần dịch là tôi. Để quên cái gì đây? Chìa khóa phòng chúng ta thêm. Cung chinh bí lệ. Cung chinh bí lệ. Đúng nào? Bên dưới này thì là bạn có giường dành cho trẻ em không? Thì người ta đã cho là Adeka. Ở bên dưới này chúng ta chỉ điền cái từ phòng đơn vào thôi nào. Sayamau, Tambahan, Ko, Sơ, Orang. Đúng nào? Hoặc là Tambahan, Ko, Bí Lệ, Sơ, Orangan. Điền cái chữ phòng đơn vào thôi.
Saya mau membatakan membatakan cái gì? Bí lệ. Bí lệ. Bí lệ. À, bí lệ. Tiếp theo là adakah terdapat? Terdapat cái gì? Cái gì đấy? Terdapat. À, có còn phòng trống không? Đúng nào, đây là cái câu hỏi khi chúng ta vào khách sạn. Câu hỏi này, adakah terdapat với lại cô Song, còn phòng trống không ạ? Thì người ta phải còn phòng không thì chúng ta mới đặt được. Nếu chúng ta chưa đặt thì chúng ta sẽ hỏi cái này nhá. Adakah terdapat với lại cô Song. Còn câu dưới này, nghĩa có các từ bên dưới thì chúng ta chỉ sử dụng nghĩa thôi. Ví dụ như là adakah yala termasuk internet, là có bao gồm cái internet không? Internet thì khách sạn là thường thường người ta có wifi đúng không nào? Ví dụ như chúng ta muốn nói là cho tôi mật mã wifi đi, chúng ta sẽ nói như nào? Boleh kasih saya nombor wifi. À, boleh bagi saya nombor wifi hoặc là boleh bagi saya password wifi đúng không nào? Password cũng được, nombor cũng được, wifi đó. Tiếp là adakah yala termasuk sarapan, có bao gồm bữa sáng không? Thì thường thường khách sạn chúng ta sẽ hỏi có bao gồm bữa sáng không? Adakah termasuk sarapan, nếu như nhân viên nói là ya ada thì có là có hay không? Có. Nên là ta đơ là minh tạ mã, ta đơ là xin lỗi không có. Câu tiếp theo là berapa harga bilet, đây là câu khi chúng ta hỏi vào phòng giá bao nhiêu tiền, giá bao nhiêu phòng, giá bao nhiêu tiền. Ví dụ cô nói là sehari yala 150 ringgit, là một ngày thì bao nhiêu tiền? 150 ringgit. 150 ringgit. 150 ringgit. Chúng ta sử dụng như vậy nhé. Hoặc là cô nói là ada dua jenis bilet. Bilet biasa 50 ringgit. Bilet VIP 100 ringgit. Là nhân viên ta đang nói cái gì vậy? Thêm phòng có phòng VIP. Không phòng VIP là sẽ thêm tiền. Nghe lại nhé. Ada dua jenis bilet. Ada dua jenis bilet. Phòng hai giường. Phòng đôi. Cô can ada dua jenis, nhớ cho cô từ jenis là gì? Jenis là loại. Có hai loại. Có hai loại phòng nhá, có hai loại. Ada dua jenis bilet. Bilet biasa, bilet biasa là bilet bình thường đúng không nào? Bilet biasa 50 ringgit sehari. 50. 50 ringgit. 50. Giá phòng bình thường 50. Bilet VIP 100 sehari. Phòng VIP thì phòng VIP là 100. Phòng VIP, nếu mà nhân viên người ta nói thế, thường là nó sẽ có hai loại phòng, đó là phí lệ PSA, phí lệ VIP. Hoặc là các bạn yêu cầu cái phòng mà nó có máy lạnh, có điều hòa, có TV, có tủ thì các bạn khi các bạn đi trong khách sạn này các bạn có thể yêu cầu nhé. Bolehkah saya tinggalkan barang-barang saya di sini? À, tôi có thể để hành lý hoặc là để hàng hóa của tôi ở đây không? Thì đây là cái câu hỏi nhé. Ya, boleh thì là có thể không các bạn? Có thể. Minh tạ mã, tạ boleh. Ya, boleh là có thể. Xin lỗi, không thể. Tạ boleh. Xin lỗi, không thể. Thì đây là những cái câu cô dịch nghĩa thôi. Còn cái phần trên này, ví dụ như các bạn đã qua cái phần bài tập này rồi. Ví dụ bây giờ các bạn đi đặt phòng nào. Đi đặt phòng, ví dụ như các bạn chưa đặt phòng trước mà các bạn đến khách sạn thì các bạn sẽ hỏi như thế nào? Còn phòng trống không? Adakah terdapat bilet kosong? Đúng rồi, có hai cách để hỏi. Adakah terdapat bilet kosong hoặc là ada bilet kosong ta? Hoặc là ada bilet kosong lagi ta? Còn phòng trống nữa không ạ? Thì nhân viên ta nói là ya ada là có đúng không nào? Ya ada. Awak mau duduk berapa hari? Bạn muốn ở bao nhiêu ngày? Muốn bạn muốn ở bao nhiêu ngày? Nếu như mà em muốn ở 2-3 ngày gì đó em sẽ nói như nào? Saya nak dua hari. Saya nak tinggal 2 sampai 3 hari. Tôi sẽ ở 2 hoặc là 3 ngày. Đúng không nào? Thì cô sẽ nói là sehari 100 ringgit lah. Kalau 3 hari 300 ringgit. Lepas 3 hari bertang buku 2 plat awak mau check out. Ví dụ nhân viên ta nói một đoạn dài như vậy các bạn có nghe được không? Bạn ở xong rồi bạn có thể cô nói lại nhá. Sehari 100 ringgit. Một ngày là 100 ring. Kalau awak mau tinggal awak mau tinggal di sini 3 hari mau bayar 300 ringgit.
Nếu bạn muốn nếu như cần thì ba ngày. 3 ngày là 300 zin. À 3 ngày là 300 zin. Le pa tiga hari buku dua belas petang awak mesti mau check out. Đến cái ngày thứ 3 là 12 giờ bạn phải check out. Đúng rồi, đúng không nào? Đúng, nếu mà đến cái ngày thứ 3 thì đúng 12 giờ là bạn cần phải check out rồi. Kalau awak duduk sampai pukul 1, saya kira lagi 1 hari. Nếu như bạn ở đến 1 giờ là chúng tôi tính thêm một ngày nữa. Thì ở khách sạn là như vậy đó các bạn. Chúng ta nhất định là phải check out đúng giờ. Chúng ta không check out đúng giờ thì quá giờ người ta sẽ tính thêm một ngày. Thì đó là nhân viên khách sạn người ta sẽ nói nhiều như vậy đó các bạn. Nên là đó là cái cách đi đặt phòng nhá. Nếu như ví dụ bây giờ các bạn muốn là yêu cầu có một cái phòng mà nó có một cái khung cảnh đẹp, cái từ khung cảnh đẹp rồi thì chúng ta đã học rồi, chúng ta sẽ nói như nào? Phòng mà nó có cái cửa sổ nhìn ra ngoài được và có cái khung cảnh đẹp đó. À, saya mau satu bilik ada tingkap boleh tengok keluar. Ada padangan sungguh cantik. Padangan sungguh cantik. Chúng ta học ở tình huống thứ 20 rồi còn nhớ không nào? 21. Padangan sungguh cantik có nghĩa là cái cảnh đẹp, khung cảnh đẹp, hoặc là saya mau satu bilik ada tingkap boleh tengok keluar. Tingkap đó chính là cửa sổ đó các bạn. Tingkap boleh tengok keluar, tôi muốn một cái phòng mà nó có cửa sổ nhìn ra ngoài. Vì thường thường nó có hai loại phòng các bạn, một cái phòng mà các bạn vào bên trong nó như kiểu là cái nó rất là không nhìn ra ngoài, nó không có thoáng. Các bạn muốn cái phòng mà nó thoáng hơn thì chúng ta sẽ nói là saya mau satu bilik ada tingkap boleh tengok keluar. Dan boleh melihat padangan sungguh cantik, và có thể nhìn cái khung cảnh nó đẹp đó. Rất là nhiều người đi du lịch là muốn chọn cái phòng có khung cảnh đẹp đúng không các bạn? Yeah. À thì đó là cách chúng ta đặt phòng. Hoặc là ví dụ như là người ta có thể nói là minta maaf sekarang tak ada bilik kosong tapi awak mau tunggu 2 jam baru ada boleh tak? Thì các bạn sẽ hiểu như thế nào? Bây giờ không còn phòng. Có nghĩa là cái phòng đó đã hết rồi, đợi một cái xíu người ta trả phòng thì mình mới thuê được các bạn. À đợi 2 tiếng nữa người ta trả phòng thì mới có, đúng không? Là xin đôi khi chúng ta đi du lịch gặp trường hợp như vậy đấy các bạn. Bây giờ hiện tại chưa có, nhưng chúng ta đợi 2 tiếng nữa tới 12 giờ rồi người ta check out rồi thì mới có phòng. Thì người ta dọn dẹp xong chúng ta mới vào được, thì khi nhân viên người ta nói như vậy thì chúng ta phải hiểu rằng là hiện tại chưa có, thì chúng ta ngồi ở dưới sảnh dưới chúng ta đợi 2 tiếng đồng hồ có được không? Ví dụ như bây giờ nói là saya boleh tunggu tapi saya boleh boleh tinggalkan saya barang-barang di sini, saya keluar sekejap saya balik boleh tak? Ví dụ người ta nói như vậy thì ví dụ như bạn nói như vậy có nghĩa là bạn đang nói cái gì nào? Cô nói lại một lần nữa. Boleh, saya boleh tunggu 2 jam tapi saya boleh tinggalkan saya barang-barang di sini. Saya keluar sekejap sekejap nanti saya pusing balik. Tôi có thể đợi, tôi sẽ để đồ ở đây, để đồ ở đây xong rồi, xong rồi tôi đi ra ngoài, tôi đi ra ngoài một lát xong tôi quay lại. Đúng rồi, tôi có thể đợi 2 tiếng nhưng mà tôi xin phép là tôi để đồ ở đây có được không? Tôi đi ra ngoài một lát rồi một lát nữa tôi quay lại. Thường thường chúng ta đi du lịch và mang hành lý thì chúng ta xác định là đợi 2 tiếng thì chúng ra ngoài đi chơi, và chúng ta để hành lý ở đây chứ chúng ta mà bắt cái vali chúng ta đâu có đi được đâu, đúng không các bạn? Yeah. Chúng ta xin phép để hành lý ở đó. Khi chúng ta đã nói với người ta rồi thì nhân viên khách sạn người ta sẽ có cái nhiệm vụ là trông hành lý chúng ta sẽ không bị mất nên chúng ta yên tâm, đúng không nào? Yeah. Nếu chúng ta để hành lý khách sạn thì chúng ta sẽ nói như nào? Câu cô vừa nói các bạn có thể nhắc lại được không? Tôi có thể để hành lý ở đây không? Saya boleh tinggalkan barang-barang saya di sini. Tinggalkan barang-barang saya di sini. Cái câu cuối cùng của chúng ta học đó, tôi có thể để hành lý ở đây không? Đó là chúng ta đi du lịch, ví dụ cô đi Thái mà cô chưa có nhận được phòng thì tất nhiên cô sẽ gửi hành lý ở đó và cô ra ngoài cô đi dạo, cô đi chơi rồi, chứ làm sao mà ngồi ở sảnh đợi 2 tiếng đồng hồ để đợi nhận phòng rồi, đúng không các bạn? Yeah. Thì đó là cái những cái kinh nghiệm thực tế chúng ta đặt phòng là như vậy. Hoặc là ví dụ như có một lần cô lên trên Kuantan, chồng cô đi làm trên đó và cô theo đi nhưng mà cái nhà mà dành cho công nhân ở thì cái phòng nó không được tiện nghi lắm, nên là chồng cô không muốn cho cô ở đó và chồng cô đưa hai mẹ con ra ngoài khách sạn ở. Thì chồng cô bận đi làm rồi hai mẹ con tự ra thuê khách sạn ở, đó là tự ra thuê khách sạn ở. Nhưng khi cô ra đó thì
khách sạn nó hết phòng rồi, khách sạn nó hết phòng, nó kêu cô là bạn đợi đi, lát nữa 1 giờ mới có người check out thì mới có phòng. Thì cô nói là cô có thể để hành lý ở đây, cô đưa con ra, cô đưa con cô ra cái bờ sông chơi một hồi rồi cô quay lại. Nói là bố lê là sao bố lê từ lo ngáo ạ ra gơ là bạn đua trăm áo ạ bùa bà rô bố lê bù sinh bà lệ là. Thì 2 tiếng sau khi mà có phòng nó gọi điện cho cô để lại số điện thoại, và khi gọi điện thì cô quay lại. Thì đó là cái việc mà đôi khi chúng ta thường hợp chúng ta xảy ra như vậy. Như chồng cô đi làm, chồng cô đâu có đặt phòng cho cô đâu, vì chồng cô đấy nếu là làm công trình mà cô đưa con cô lên đó theo đi chơi thôi, thì mẹ bắt buộc là mình phải tự đặt, đúng không? Yeah. Ví dụ như bây giờ các bạn sang Thái chẳng hạn, các bạn sang Thái Lan đi chẳng hạn, mà các bạn đi đâu thì thường thường chúng ta cũng cầm cái thẻ của khách sạn đó. Nếu như không may các bạn quên mất cái thẻ, quên không có cái thẻ đó mà các bạn quên đường về, các bạn nhớ tên khách sạn thì các bạn sẽ nói thế nào các bạn về được khách sạn của mình? Gọi taxi thôi. Gọi taxi đúng không nào? Tất nhiên là các bạn không nhớ đường đâu các bạn. Cô thì có một lần cô đi sang Thái Lan đó các bạn. Xong rồi cô không nhớ tên của khách sạn của mình là gì, cô không nhớ lên luôn các bạn, và cũng không cầm thẻ luôn. Thì cô lúc đó thì cô nhớ ra là lúc đó cô đi du lịch theo đoàn, thì cô nhớ ra cái người trưởng đoàn, cô điện và cô bị lạc một mình luôn các bạn. Cô điện cho cái người đó và cô hỏi tên khách sạn. Thì khi người ta nói là người ta mới gửi cái tin nhắn tên khách sạn cho cô, và cô ra bắt cái ở bên Thái Lan nó có cái xe tút tút đấy các bạn. Lái xe tút tút đó ngồi và cô đưa cái địa chỉ khách sạn, người ta chở cô về đúng đó. Chứ còn cô thực sự là cô quên luôn cái tên khách sạn, nên là khi mà các bạn đi đâu hoặc là đi xa thì các bạn chú ý là nhớ cái tên khách sạn của mình, đi đâu được người ta đưa về. Chứ như cô là bị lạc một lần nha các bạn, cô lạc ở giữa thành phố Bangkok luôn á, một mình lạc giữa thành phố Bangkok luôn á. Mình đến đâu mình cứ phải selfie một vài tấm hình nữa chứ. Đúng rồi, phải selfie đó chứ, đúng là không có selfie nên là thành ra là bị lạc. Và lúc đó thì tại vì là đi Bangkok đó các bạn, thì là cái chợ nó rất là lớn, mà cái chợ là cái chợ Basaborong, cái chợ đầu mối đó, ai cũng đi mua đồ hết, mà mình đâu có mua được cái gì đâu. Đi một hồi rồi bị lạc không nhớ đường về và không nhớ tên khách sạn luôn, không cầm theo cái thẻ khách sạn luôn. Thế ra bắt đầu là may là có lưu số của những người trong đoàn đó, thì mình gọi người này không được thì chắc có người kia giúp đỡ thôi. Nhưng mà là ban ngày thì không sợ, chứ ban buổi tối thì cũng hơi sợ đúng không nào, buổi tối cũng hơi lo lắng. Thì cái nhiệm vụ các bạn bài là gì? Cũng viết cho cô một bài hội thoại, tình huống tại bưu điện cũng vậy, tình huống này cũng vậy, viết 2 bộ hội thoại, tự mình tưởng tượng là mình đi đặt phòng khách sạn và gặp những cái tình huống gì. Gặp ví dụ như là em đưa con em đi du lịch chẳng hạn, thì em muốn xin thêm giường của trẻ em, xin thêm gối, thì em có xin thêm chăn thì mình có nói được không? Được, thì các bạn tự nghĩ ra những cái tình huống như vậy, tự nghĩ ra là ví dụ như là bây giờ 2 vợ chồng thuê một cái phòng thôi, nhưng mà cái phòng nó lại nhỏ, cái phòng nó lại cái trên giường nó nhỏ quá, hoặc là nó không đủ gối cho con mình nằm, mình có con mà, thì mình xin tam ba tí lam ở bên dưới cũng được mà, đúng không? Vì trẻ con nó đâu có chịu ở phòng khác đâu. Con cô cũng vậy, 17, 18 tuổi nhưng đi du lịch là phải ở mấy ba mấy mẹ mới được, nên là đôi khi giường đôi không có, thêm tam ba vào cái tí lam ở bên dưới, thêm cái đệm dưới nó nằm dưới đó, chứ nhất định là 2 đứa không chịu ở phòng riêng. Đi du lịch là sợ không ở phòng riêng, ở nhà phòng riêng, nhưng đi du lịch là không chịu ở phòng riêng, sợ yên tâm ở phòng riêng sợ, nên thành ra nếu như các bạn đưa con đi du lịch thì cũng vậy thôi. Bây giờ mùa này thì mình không thể đi được, nhưng mà mùa bình thường chúng ta đi, và đôi khi chúng ta phải thêm gì, thêm tỳ lam này, thêm băng đà, đó là thêm gối, thêm chăn, đúng nào, thêm gối, thêm chăn. Hoặc là ví dụ như là chúng ta gặp những nhiều cái tình huống như vậy thì các bạn sẽ tự hình dung liên tưởng và tự viết ra cái 2 cái bài hội thoại cho cô được không nào? Yeah. Sử dụng những cái vốn từ các bạn đã học và viết ra, và viết một cuộc hội thoại thật dài, đừng viết và ngắn như cái bài hội thoại của thầy cô, vì thầy cô nó chỉ làm cái ví dụ nhỏ thôi. Còn các bạn cần phải nghĩ ra nhiều những cái thông tin hơn để các bạn thực hành vào cái bài này nhé. Yeah. Ok, thì cái bài học của hôm nay chúng ta chỉ có đơn giản như vậy thôi. Còn bạn nào thắc mắc điều gì không? Không. Bạn nào mà nếu mà do bận công việc đã xin phép cô rồi thì chúng ta cứ học, chúng ta cứ cứ học tiếp thu kiến thức. Một